Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2018. Đồ Gỗ Thành Luân, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị một bộ nội thất phòng thờ bằng gỗ gõ đỏ của Lam Phi, gồm có một chiếc sập thờ tứ linh nghê chầu bằng gỗ gõ đỏ cộng với bộ cuốn thư câu đối. Và bộ sản phẩm này được Thành Luân chúng tôi là hoàn thiện theo đơn đặt hàng của một khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay chúng tôi hoàn thiện trong phần hoàn thiện cuối cùng. Món trước chúng tôi cũng đã giới thiệu phần mộc cho khách hàng rồi. Ngày hôm nay chúng tôi có quay một đoạn video clip lúc hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng. Đây là sập thờ hàng siêu khủng luôn. Đấy, dạ tiền toàn bộ là dày 9 phân. Dày 9 phân đục liền luôn. Đấy, lúc này thì là đang cái ánh nắng nó rọi vào đây cho nên là nó nhìn nó không được sắc nét, nó không được chuẩn chỉ như ở ngoài đời thực. Thực tế là chiếc sập thờ này đây là hàng khủng. Nhìn ngoài thì nó cực kỳ là khủng, nó hoành tráng. Rất là hoành tráng luôn. Chân 24, kích thước 2m17, rộng 1m07. Nó có hai nghe trầu. Và ván mặt dày 2 phân đậu và liền tấm luôn. Rất chia đẹp. Phía trên đây là một chiếc cuốn thư câu đối cũng bằng gỗ gõ và ba chữ ở giữa là nhà họ Lương. Và phía bên tay phải quý khách, phía bên tay phải của câu đối đây là Vĩnh Phúc cơ đồ nghĩa cháu con. Phía bên tay trái là Trường tồn sự nghiệp ơn tiên tổ, Vĩnh Phúc cơ đồ nghĩa cháu con. Rất chi là giá trị. Và bộ sản phẩm trên được Thành Luân chúng tôi làm cực kỳ là kỹ, làm đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ dưới lên trên. Và toàn bộ đường nét trên các bộ đồ thờ này được đục chạm thủ công 100% bằng tay. Và mọi chi tiết, thông tin chi tiết, quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 0972, 770 888. Và video quý đang xem tôi quay tại cơ sở 1 của Thành Luân nằm tại đầu buôn Ngã Kê, xã Tân Lân, huyện thành phố Hà Nội. Và thay mặt Đồ Gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Tôi xin được tạm dừng video clip tại đây và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Xin trân trọng cảm ơn.